bùng nổ tiệc outside tại Long An, quá ngon chinh phục 700 khách với sự thành công vượt ngoài mong đợi. Quá ngon đã ghi dấu ấn mạnh mẽ tại Long An bằng việc tổ chức tiệc ngoài trời cho hơn 700 khách, khẳng định năng lực tổ chức vượt trội trong ngành dịch vụ sự kiện. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và đầy nhiệt huyết, Quá ngon đã biến buổi tiệc thành một trải nghiệm khó quên cho tất cả khách mời. Trước sự kiện, Quá ngon tiến hành khảo sát địa điểm kỹ lưỡng để đảm bảo mọi chi tiết được chuẩn bị chu đáo nhất. Sau đó, toàn bộ bàn ghế và các công cụ dụng cụ cần thiết được vận chuyển đến địa điểm một cách an toàn. Từ khâu lên kế hoạch, chuẩn bị cho đến thực hiện, mọi chi tiết đều được đội ngũ Quá ngon chăm chút tỉ mỉ. Quá ngon đã chứng minh khả năng quản lý chi tiết một cách hoàn hảo. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên trong đội ngũ đã tạo nên một sự kiện hoàn mỹ, đáp ứng và vượt qua mọi mong đợi của khách hàng. Các món ăn được chế biến bởi những đầu bếp tài hoa, đảm bảo chất lượng và hương vị tinh tế. Điểm nhấn của buổi tiệc chính là sự hài lòng tuyệt đối của khách mời. Những phản hồi tích cực về dịch vụ cùng cách phục vụ và chất lượng món ăn đã minh chứng cho năng lực tổ chức tiệc ngoài trời vượt trội của Quá ngon. Quá ngon, nơi nghệ thuật tổ chức sự kiện thăng hoa và sự hài lòng của khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu.